Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong ngày cuối tuần ngày hôm nay. Thưa quý vị, câu chuyện trong buổi tối cuối tuần hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, chúng tôi hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Ngôi từ đường dòng họ của tác giả Phương Lê. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. góc nhờ vả anh trai của em bỏ nhà đi đến nay là một tuần rồi chưa về em nghe có người bảo anh của em đi về mạn hà nội vậy em đang lên đây mong cô dì chú bác anh chị em giúp đỡ có ai nhìn thấy người giống trong ảnh thì báo cho em em xin cảm ơn và hậu thả em thu vừa tới công ty mở laptop huệ đã đọc được dòng newfit của con bé minh anh chia sẻ lại từ thu con bé bàn học chung ngày xưa ở sau vườn Ngôi nhà gia đình nó ở không biết bao nhiêu thế hệ, nghe nói trước đây. Ngày nhỏ cô tưởng nghe mang máng trước đây có người kể. Ý định ban đầu cụ nội của Thu, tên là Lê Mậu muốn xây hiến tặng, làm ngôi nhà tổ của dòng họ Lê, để anh em quấn túng đoàn kết, để trở thành một thiết lực lớn nhất của vùng phan xá. Chỉ cần nhìn vào ngôi nhà thờ tổ hiện tại, để đủ mường tượng ra quá khứ huy hoàng của dòng tộc khi xưa, nhưng mà cho đến bây giờ tứ tán mỗi phương Nếu chẳng may thành cháu độc đinh đời thứ tư của Lê Mậu có mệnh hệ gì Thì coi như dòng dõi nhà Lê Mậu tuyệt tử tuyệt tôn Dân làng Phan Xá vẫn còn kể lại Khi xây từ đường của dòng họ đứng đầu là Lê Mậu Vốn là một đại địa chủ có tiếng ở trong vùng Có tiền nhưng mà không có quyền Ông Lê Mậu muốn chuyển tiền thành quyền lực Từ quyền lực lại đổi ngược ra tiền nhưng có tiền sử dụng không khéo Khó có thể thu phục được nhân tâm người khác Bắt đầu bằng chính người thân trong dòng họ Lê Để chạy đua thành ông Lý Cho nên mới mời thể địa lý đến coi phong thủy Đặt lại thế đất Những viên gạch đầu tiên trên nền Vốn là một ngôi nhà của gia đình khác tin điền Hay đường gì đó Ngọn nguồn bi kịch từ ấy mà ra Người đời trước làm con cháu đời sau phải trả đủ Ngày như Lê Mậu đã phải trả giá gần như ngay lập tức vừa nâng ly rượu đỏ khánh thành từ đường lê mậu đang hộc máu mà chết mộng ra làm quan tan tành gió bụi vinh hoa phú quý cũng tan thành mây khói ngôi nhà ấy vốn định làm từ đường nhưng mà cuối cùng lại dành cho con trưởng của họ lê mậu gia tổng họ lê ở làng phan xá từ đó lụi bại tan nát và đến bây giờ cuối đời là anh thanh đến giờ huệ không biết có thật hay không hay đó chỉ là một câu chuyện một lời nguyện có chút lưu trai huyền bí bám chặt đang gặm nhấm gia đình của nhà thu đến cùng cực chồng lên nhau những cơn sóng đánh vào liên tiếp Khỏe tin bà nội cô là người rõ nhất về ngôi từ đường nhưng bà đã mất từ lâu câu chuyện ngày xưa bà kể lại nó chỉ như là một làn sương gói mịt mờ che phủ nhà thu cô không biết gia đình thu có biết hay không nhưng mà chú hòa cô mến bố mẹ của thu thuộc loại kín tướng nhất làng Họ không bao giờ nói gì về quá khứ Những câu chuyện xảy ra trong gia đình của mình Dù có thu ngày xưa Hay hù dọa trẻ con về con quỷ cái Tóc dài ngồi ôm con ngồi hát dù bên cạnh cây bưởi Trên cảnh bưởi và những đêm trăng rằm ngày còn nhỏ Cô hay nghe bà nội thi thoảng cũng nghe lời đồn thổi từ dân làng phan xá Nhưng chỉ coi đó là trò dọa trẻ con nhưng khi thoảng cô vẫn giật mình nghe thấy tiếng trẻ con khóc ré lên trong đêm như là người vừa bị chôn sống bà nội lại buông tiếng thở dài rồi bảo mẹ con cái con bé trinh nó lại về đòi nợ đây cánh cửa sổ nhìn về phía cảnh bưởi bên nhà của thu xả xuống dường như là ban đêm không bao giờ mở huệ không phải là người thuộc dòng họ lê bà nội cô là con cháu trực hệ theo họ thu phải gọi cô bằng chị họ xa xuất giá mất họ thư học chung từ nhỏ cho nên toàn xưng ô mày tao khi bà cô lấy chồng về đây ngôi từ đường của dòng họ Lê đã xây xong. Cây bưởi bên từ đường dòng họ còn lẽ cũng có từ đó hoặc trước đó. Cây bưởi sau vườn nhà thu đến gần được cây chạm sang vườn nhà. Cô vẫn nhớ nhiều năm về trước. Khi mà bà còn còn sống bộ đắp vác rào mát ra định chặt bỏ. Nhưng cô mến mẹ của Thu liền bảo Cành bưởi nhà em xả sang vườn nhà bác là sai Thế nhưng cành bưởi ấy chiếm 3 phần 4 cây Lại là cành xanh nhất Bác thương các cháu ăn trái nào thì ăn Còn lại để cho em bán có tiền mua rau mua mắm cho các cháu Bác chặt cảnh bưởi ấy đi thì cái cây bưởi nhem chết mất Bà vội vã đi ra rồi bảo Đừng có động vào cảnh bưởi ấy mang họa đến cho cả nhà Cả nhà người ta còn nằm ở dưới Chứ biết nhà nó đổi mồ lên lúc nào đâu Động đậy cả nhà mày không có sống yên được đâu Cậu mến nói như vậy bà nội căn ngăn cho nên bố đành vác rau về Cành bưởi chia sang lúc chịu quả vẫn tốt um, còn đó và ngày một xanh hơn. Từ đó không ai ngó ngàng đến cành bưởi. Lời nói bà ám chỉ dần dần vào quyền lãng. Gia đình nhà có hai anh em trai đều làm bộ đội đóng quân trong Nam, lầm gia đình ở trong ấy. Mình cô là con gái út. Khi bà nội mất cô mới học hết cấp 2, mấy năm sau lên học tốt nghiệp đại học luật, ra trường ở lại Hà Nội làm việc trong một công ty luật rồi lập gia đình thi thoảng mới ghé về quê thăm bố mẹ. Cho nên những câu chuyện xưa cũ, nhớ nhớ quên quên, nhớ cảnh bưởi cuối vườn, nhồn nhốt chua chua, mỗi khi thu về là nhớ cả cô bạn hàng xóm thủa thiêu thời. Ngôi nhà nó ở hiện tại trước đây vốn là ngôi nhà thờ tổ của dòng họ Lê, bên tàn mạn sông Hầm. Vì ngôi nhà thờ tổ này anh em chi phái, dòng họ Lê bất hòa tranh chấp, những bi kịch kiên miên nổi lên sau đó. Sự mất tích của Thanh có lẽ chỉ là những bi kịch được đẩy lên một cao trào, chưa phải là sự kết thúc. Ngày bà nội còn sống bà chỉ bùi ngồi nhìn sang bên nhà và bảo Vợ chồng thằng Hòa con mến có sống ở đây mãi không có mát, khôn ngoan cho nên là chuyển sớm đi nơi khác, may ra thì thoát. Chứ vẫn đã đó thì chỉ có khổ. Chỉ tiếc là hai vợ chồng hiền lành tử tế ấy vậy. Ông cha của nó sai, Thế nhưng mà nó không thể lấy cái sai để chồng thêm cái sai Không biết vợ chồng nó có biết không Thế nhưng mà những oan hồn vẫn còn nằm đó chưa có tàn khuất hơi giận mình khi thấy dòng comment của con Bích cùng làng Toàn đối thoại của hai đứa nó nổi lên liên tục Thế ông ấy chưa bà Ta cũng không biết khổ thân con Thu Giờ ông Thanh con làm sao mình nó gánh cả chứ ai Hôm nọ vì ông ấy vẫn vào hút thuốc lào trước sân, chăm chăm nhìn ra gốc bưởi, Ờ, chắc là đám bữa ông đi, cái cây bưởi ấy giả nhất làng của mình. Đám ai? Bố ông mất. Hôm qua về quê cũng không biết luôn. Chú Hòa mất mấy ngày nay rồi. Người làng mình láo xáo với nhau bảo là bị trùng tang hay là vướng phải lời nguyền gì gì ấy. Không biết là có phải không miệng mỗi người mỗi khác. Nhưng mà đầu năm vợ mất giữa năm chồng mất thấy khổ thật. Cả làng không có gia đình nào bị như vậy nó đặt cái mặt rơi nước mắt xuống tỏ ý thương cảm. Tháng trước tao thì bảo là đã yếu nhưng mà không nghĩ nhanh như vậy. Để người ngắn ngồi thật đó, mới đó mà đã không thể gặp. Cô mến mất do bị cảm từ đầu năm, có người thì bảo bị mai nhập gục chết ngay ở gốc bưởi. Đúng rồi bạn, cố gắng sống ngày nào trân trọng ngày ấy. Chú Hòa cũng vậy. Ờ, à, để mai nghe ngóng xem ông Thanh ở đâu, để tao xe cho biết đâu ai người ta nhìn thấy người ta báo về cho. Ờ khổ thân ông ấy có bình thường đâu cho nên bây giờ mới vậy Nhà như kiểu là hết phúc rồi Nghĩ thấy thương con Thu Mình nó sao gánh chứ Số phận không biết trước được điều gì khổ thân nó Ờ mong là bà ấy tìm được ông ấy rồi Cũng mong là như vậy Chuyện chú Hòa mất cách đây mấy ngày trước Nó có biết chính và đã nhờ bố mang 500 ngàn sang viếng Huệ và đại hồng lên Hà Nội, thu ở quê làm công nhân. Những lần họ gặp mặt thư dần, học đại học trên Hà Nội thu đi lấy chồng ở làng bên. Năm ngoái thì đi hôn bế con về nhà ngoại. Từ chết đến giờ nó xảy ra biết bao nhiêu là biến cố. Bố chết mẹ chết anh thần kinh bỏ đi không biết sống chết như thế nào. Cô không tham gia câu chuyện của con bé Minh Anh. Chỉ lặng lẽ bấm nút xe dòng thông tin có tấm hình người đàn ông tầm ngoài 30. Tóc dài râu ria sồm xoàm lên tường của mình. Cậu may biết đâu là có người vô tình nhìn thấy với vài lời khẩn khoản. Ngồi trước màn hình laptop rồi bồi hồi nhớ đến chuyện cũ. Mới đây thôi nhưng mà đã ngỡ là xa xôi lắm rồi. Thanh ở trong ảnh già hơn nhiều so với tôi gặp lần trước. Tôi đã không nhận ra người đàn ông rách dưới tóc tai xồm xóm như đàn bà vô hồn ngồi trước ghiên nhà. Trên tay bốc tổ cơm nguội. Bố của Thu ông Tô đứng cuối vườn nhà, nhìn sang trước miệng lắc đầu chắn ngắn đi vào nhà đúng là trời đầy gia đình nhà hòa hít phúc rồi đến ngày tận số rồi hay sao ấy thằng thanh rõ là hiền lành tử tế nhanh nhẹn tự nhiên bây giờ lại dở điên dở dại ấy vậy mà trước kia ông cứ vun vào cho con huệ nhà mình may đấy chứ không bây giờ mẹ huệ nhắc lại để châm chọc ông gớm một lúc con bé huệ chưa vào đại học thằng thanh chẳng đẹp trai nhanh nhẹn nhất làng Lúc ấy có bỏ họp sang nhà người ta gạ gẫm chắc gì người ta đồng ý. Bây giờ nhà người ta giàu đổ bìm leo cho nên mới chê ỏm chê eo như vậy. À ra là ông có ý cho nên bà mến và cất lời. Ông đã không nỡ chặt cành bưởi có phải không? Ông Tô nghe vậy thì vội gạt đi. Chặt cái cành to nhất nhà người ta. Cũng ngang với cái việc chặt cây bưởi đi rồi còn gì. Cái cây của người ta người ta đã có lời như vậy hàng xóm láng giềng với nhau ai nỡ cặn tàu rau máng với nhau cái ngày còn sống bà nội đã chẳng nhắc cấm chỉ không được đụng vào cái cảnh bưởi ấy còn gì để vậy coi như là làm phúc mình có hái một vài trái cô chú ấy có nói gì đâu giờ thì nhà người ta như vậy mình lại càng không nỡ khi nào gió bão hay là sâu mọt nó gãy đi thì gãy bây giờ chặt đi nhét đựng vào đấy cây nhãn cành lại xả sang nhà người ta người ta như mình lại chặt đi cũng thế mất lòng hàng xóm Tôi nghĩ bố tôi nghĩ vậy cũng phải Vì lẽ đó nhưng mẹ tôi lại nghĩ khác Tôi chẳng tiếc gì cái cảnh bưởi ấy đâu Bao nhiêu năm nay vẫn thế Nhưng mà ông có để ý không Tôi về làm dâu cái nhà này Năm nay đã gần ba chục năm Cái cảnh bưởi xả sang nhà mình cũng gần ấy năm Ngày sống thì cô mến bảo là Ngày cô ấy về nó vẫn vậy Chỉ là cây tránh nhỏ nảy lên từ gốc bưởi Chắc phải già bằng tuổi bà nội của mình từ khi mà cái từ đường dòng họ lê do cụ đê mậu xây lên từ góc nhà điền mọc lên cây bưởi ông ấy xem bưởi quỷ bưởi ma gì mà kỳ lạ như vậy có khi nào là nó có khả năng tái sinh tôi thấy cái cây bưởi đằng ngoại ngay ở nhà mình đấy thôi chồng 10 năm đã chết dục cả rồi chưa chết đánh cả dễ nó lên thì chả chết cây gì mà sống cho được mà bà nói chuyện ba bốn đời trước lúc ý tôi và bà có tận đầu tận đâu bà kể nghe như là thật vậy đó cứ như là bà ngồi đây chứng kiến tất cả bây giờ bà kể lại vậy Ông không biết thì thôi Gốc cái cây bưởi đó nó lạ lắm Cần gì mà phải chứng kiến Ông có nhớ lời của ông bà nội mình nói lúc còn sống không Giờ dạ nghĩ lại tôi thấy cấm có sai câu nào Đợi thủ nhà ai nửa đêm trăng rằm lại nghe tiếng du con Rồi nghe cả tiếng trẻ khóc như là bị chôn sống Lì ở lại khó mà yên được Nếu bỏ ngôi từ đường này đi Có khi là hai vợ chồng con cái lại không gặp họa Vớ vẩn bỏ đi thì đi đâu Đất đai bây giờ có dễ kiếm như xưa Muốn cắm đâu cũng được Mà nhà người ta ba bốn đời ở đây Giờ sống ta còn sống trên mồ trên mả bằng thật còn chẳng ăn Giờ người ta còn sống trên mồ trên mả bằng thật còn chẳng sao Ai lại đi tin lời đồn vớ vẩn như vậy Tiếng gió thổi đến đêm khuya rít lên nghe như là cái gì nó ra cái đấy Mảnh đất đấy trước đây nhà cụ Lê Mậu á, Thì phải bỏ tiền ra mua Định để cúng tế cho dòng họ Lê Thế nhưng mà tay bay vạ gió từ đó mà đến Dẫn đến cái tàn mạt Bây giờ dòng họ Lê muốn lấy lại Cũng phải góp tiền Để cho gia đình chú Hòa đi chỗ khác Nhân danh từ đường cướp không của nhà người ta đâu có được Kể cả mình còn con Thu Thân nữ thì ông Dương cũng không có nhân danh gì cướp trắng được Chỉ trừ họa không may cái thằng Thanh Mẹ con con Thu ấy có chết May ra mới đến ông Dương và dòng họ Lê Ở cái làng văn xá Có lấy được thì cũng không mất mát bỏ hoang Có khi lại may mẹ của huệ buông tiếng thở dài oán nghiệp đời trước thế nào thì tôi không biết nói nhưng mà tôi thấy là vợ chồng con cái sống trong từ đường dòng họ là không ổn lời nói đọi máu ông nghĩ không dưng mà bà nội lại dựng chuyện lên để nói oan nhà chú hòa cô mến để làm cái gì bà mất rồi nhưng mà bây giờ ngẫm ra thì bà nói chẳng sai rồi chẳng may là thằng thanh nó có mệnh hệ gì thì nhà cụ mậu cũng là tuyệt tử tuyệt tôn lời nói của bà không sai một ly thì cái lời nguyện truyền đời từ từ cho đến giờ mới ứng nghiệm nên là từ đường dòng họ lê mới loang đỏ máu tươi ông tô nghe vậy thì gạt đi nguyện cái gì rõ nhiều chuyện toàn thiêu dệt đến ba cái chuyện tà ma quỷ quái vớ vẩn tôi sinh ra dạ ở đây ngần đấy năm có cái chuyện gì đâu nhà người ta không may hàng xóm láng giềng không giúp nhau thì thôi lại còn thiêu dệt đủ câu chuyện ma quái nhưng mà không có lửa sao có khói chứ Ông Tô gạt vắt câu chuyện làm cho Huệ cụt hứng. Chuyện của cô và anh Thanh chẳng có gì nhiều. Anh Thanh hơn cô năm tuổi, quý cô giống như là con Thu. Mà ngày ấy chưa tốt nghiệp cấp 3, con Thu nhiều lần sang nhà nhấm nhì. Hay là mày làm chị dâu tao đi? Vô vẩn, theo họ tao còn là chị của hai anh em mày đấy. Thu liền phẩy tay, mày họ Nguyễn tao họ Lê. Họ hàng Natasha bắn mấy đợi cũng không đến. Bà nội mày tuy là người họ Lê... Thế nhưng mà lấy chồng họ Nguyễn còn họ hàng gì? Lúc bà nội mày còn sống có mấy khi bước vào từ đường của nhà họ Lê. Mày biết họ hàng mày vẫn gọi bằng anh, xưng em ngọt sớt đấy thôi. Về làm dâu họ Lê có cây bưởi nhôn nhút chua tao cho mày luôn đó. Đến Trung Thu hái đi bán có được khối tiền. Tao về với mày chửi nhau suốt ngày à. Cần cho mày cảnh bưởi to nhất nhà mày xả sang nhà tao tao vẫn hái. Ờ mày cứ hái đi. Dưới gốc bưởi có con quỷ cái nó ôm con ngồi khóc nỉ non dưới gốc bưởi đấy. 12 giờ đêm mà ra mà xem, xem nó có ám mày không? Nó giơ 10 đầu ngón tay trước mặt hù dọa, huệ liền bĩu môi. Tao thích thì tao hái, thế nhưng mà có ai điên 12 giờ đêm ra vườn hái bưởi. Có khi mày là con quỷ cái ngồi ôm con á, dình sẵn dưới gốc bưởi để nhát ma tao cũng nên. Nó bật cười đến giờ Huệ không biết có con quỷ cái nào ôm con ngự ở gốc cây bưởi hay là ngồi trên cành bưởi hát du thật không? Nhà Huệ không có ai ra cành bưởi cuối vườn hái trái vào lúc 12 giờ đêm, thậm chí là ngày trước bà còn cấm tiệt con cháu. Không được đồng vào trong cành bưởi, gốc rễ của nó mọc lên trên xác người. Từ ngày bà nội mất ô cửa sổ phòng của Huệ thi thoảng vẫn được mở ra, nhìn ra sau vườn sang nhà thu tầm 50 mét. Nhán vải cây nào cây ấy to tùm lùm như là cây đống rơm cho nên không thấy gì. Như bố thường nghĩ chuyện mẹ thắc mắc chỉ là chuyện tầm phào ở dưới gốc cây bưởi. Thường khi mà tan vỡ hay thất bại, người ta tìm đủ mọi nguyên nhân để đổ tội. Giống như mẹ cô nhớ chuyện ngày xưa, bà nội kể về chuyện nhà thu từ đời cụ nội thu. Câu chuyện ấy thuộc về miền xa xôi. Trên lần nào hỏi thu câu chuyện con quỷ cái ôm con ngồi hát ru dưới gốc bưởi, bám từ đường nhà họ lê có thật hay là không? Tính từ cụ nội Lê Mậu xây xong từ đường hợp máu lăn ra chết, đến đông nội bố nó, anh Thanh toàn độc đinh, nhưng mảnh mảnh chức gió không biết tắt lúc nào. Giờ lại thêm lần dông bão không biết có qua. Cô dần lãng quên đi câu chuyện của Thu, bức hình xa lên Facebook của anh Thanh để tập trung vào công việc, đến đầu giờ chiều tình cờ thiết dòng tin trên báo. Khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, một số người dân đi tập thể dục bất ngờ phát hiện xác của một người đàn ông nằm bên vệ cỏ đã tử vong. Sở việc đừng báo tin tới cơ quan công an sau đó. Qua xác minh, xác định nạn nhân là nam giới tử vong được một thời gian, thi thể đang trong quá trình phân hủy. Cảnh sát cho biết thi thể là nam giới cao khoảng 1m63. Nạn nhân có thể chẳng trung bình cao không có sẹo hình xăm. Nạn nhân mặc áo thun ngắn tay màu đen, họa tiết sóng ngang màu trắng ở phía trước, quần đội bên ngoài màu xanh đen bên trong là màu xám cảnh sát thông báo ai là thân nhân của thi thể có đặc điểm trên đến ngay để phối hợp điều tra không lẽ cô lầm nhầm nghi ngờ cô phóng tỏ bức hình thi thể của nạn nhân có đến 9 phần 10 là anh thanh mái tóc ấy không thể nhầm lẫn đi đâu được nhưng không hiểu tại sao anh thanh lại có thể lang thang đến đây để chít đường chít trở như vậy nơi người ta nhìn thấy sắc của anh Đúng con đường mỗi ngày cô hay đi qua Lại phải đánh đỏ suy nghĩ rất lâu Cô mới quyết định copy đường link Gửi sang Facebook của Thu Với dòng tin nhắn kèm theo Mày xem có phải anh Thanh không Nếu không phải thì tốt Nếu không mày lên chỗ tao Nhà tao cũng ở gần nơi anh Thanh bị nạn Thu nhắn lại gần như tức thì Nhìn nó đã biết từ trước giờ Chỉ còn chờ tin xác nhận mà thôi Giờ tao đang lên đúng anh Thanh rồi Không sai được Mày giúp tao ở trên đó Tao không quen biết ai Cũng không thuộc đường lối Lên đi Có gì tao lo cho Bình tĩnh thôi Chuyện gì cũng đã xảy ra rồi Bây giờ phải thực sự bình tĩnh Còn nhiều việc phải làm lắm Mày mà đổ xuống là không biết đường trông cậy vào ai đâu Thu xem nhưng không nhắn lại Huy nghĩ bạn của mình đang chịu một cú sốc vô cùng lớn Mới có một năm ba người thân trong gia đình lần lượt ra đi Nếu đặt trường hợp là cô chắc chắn cô không thể sống nổi hoặc vượt qua. Bà máy gọi điện cho chồng rồi thông báo với sếp xin nghỉ sớm vào buổi chiều để đi đón Thu. Cô biết từ quê lên Thu có thể đến đây nhanh nhất khoảng 6 đến 7 giờ tối. Lúc ấy công an không làm việc mọi thủ tục, nhanh nhất phải sang sáng mai mới được anh Thành trở về quê. Đêm này Thu đành phải ngồi lại nhà. Đang lúi húi ra về thì nhận được cuộc điện thoại của ông Tô. Vừa bắt máy ông Tô gấp gáp bảo con bé thu vừa lên nhận diện xác của thằng thanh nếu chuyện không may xảy ra vợ chồng con cố gắng giúp nó nhé bố vừa nhắc cái thằng tiến rồi đấy dạ bố đừng lo ông liền buông tiếng thở dài tội nghiệp à cái cảnh bưởi nhà cô mến xa xong vườn nhà mình bị gió thổi gãy mấy hôm trước cái chuyện thằng thanh mất dường như con bé cũng biết trước nó có dấu hiệu như là anh nó cả nhà cứ như điên loạn hết phúc thật rồi Về ngạc nhiên hỏi lại sao gãy gãy lâu chưa hả bố cái demo mà thằng Thanh nó bỏ đi đó Mẹ con bảo là đêm dậy thôi có người ngồi đùa trên đấy Thôi hai vợ chồng giúp nó Ở trên đấy nó chẳng biết nhìn vào ai Ngây ngô lại bị người ta lừa nữa thì tội nghiệp Vâng ạ Hai vợ chồng con có về quê không Ở nhà dạo này sẽ đây nhiều chuyện Chỉ khổ thân mẹ con con thu thôi Từ ngày bố nó mất Thằng Thanh giờ điên dở dại Cánh ngò lê đòi lại ngôi từ đường Giờ con lấy lại mẹ con con thu biết đi đâu Cô liền buông tiếng thở dài lại còn vậy nữa Để con xem tình hình thế nào nếu đúng anh Thanh con về Ờ chắc không sai đâu Dạ vậy thôi nhé con về đây Huệ cúp máy lên xe để về nhà Phải đợi gần đến 8 giờ Mới thấy Thu gọi điện sụt sùi bảo Huệ ơi Tao lên đến bến xe rồi giờ làm sao Đứng đó đừng có đi đâu tao ra đón nhé Huệ liền quay sang tiến Em ra đón Thu Và lần nữa có đến cơ quan công an anh đi cùng nhé Có hai đứa đàn bà đi với nhau em sợ Thôi để anh lấy xe đưa em đi tiền đường ghé qua cơ quan công an xem thế nào rồi về nhà sau. Dạ. hai vợ chồng của huệ đứng dậy đi ra ngoài. chiếc xe ô tô dừng lại trước thu đang ngơ ngác đứng tìm kiếm đến khi cô vợ tiến tiến đến cất tiếng gọi thu thu giật mình quay lại huệ không còn nhớ chính xác mình gặp thu lần cuối là khi nào nhưng bây giờ đối diện với cô là một người đàn bà chưa đến 30 tuổi vẫn trong độ tuổi xuân thì Đang hẳn lên những vết nhăn trên gương mặt mái tóc sờ sắc giả nua tao đây thủ suýt nữa thì oán lên khóc cô ôm ngang vai thật ra thủ đã khóc từ lâu rồi dọc đường lên đây giờ về nhà tao đã hay đến đồn công an tao muốn đến xem anh tao thế nào nó nhìn tiến đứng bên có vẻ ngần ngại tiến chồng tao không có gì phải ngại anh ấy là kỹ sư công nghệ thông tin mấy lần về quê đều sang nhà mày chơi có điều không gặp nên mà không biết anh nghĩ mình nên đến cơ quan công an xem thế nào nhưng mọi việc dù sao đúng hay sai Mai mới làm được Tiến lên tiếng Thu bùi ngồi Dạ em nhờ cậy vào anh Đôi mắt của Thu dưng dưng, ngước mắt nhìn Huệ Cả đời cô không bao giờ ngờ rằng Có ngày trở lại thành chỗ bấu víu duy nhất của nó Lên xe đi Tiến dùng cả ba cụm lên xe đến cơ quan công an Mày phải giữ bình tĩnh Cơ vợ chồng tao ở đây rồi Thư siết chặt tay cô gật đầu chuẩn bị tinh thần từ trước biết chắc người mình sắp phải đối mặt đều không may xảy đến cả bà xuất trình giấy tờ và giới thiệu mô tả nạn nhân được đăng tải sân nhành huệ tín thu cùng một nhân viên pháp y và một anh công an mang khẩu trang bịt kín đi vào trong phòng chữ lạnh anh công an cho biết nguyên nhân chết là do tự tử thời gian được xác định là sáng thứ bảy do có người nghi ngờ nhìn thấy nạn nhân đi về phía công viên mấy hôm trước người dân cũng đã nhìn thấy anh ta lai vắng ở khu vực này sau đó thì không nhìn thấy nữa theo suy đoán nạn nhân chết đói không phải do bù sát anh khuyên ba người nên chuẩn bị tinh thần vì cái xác ấy đã bắt đầu bước vào thời kỳ phân hủy mạnh cô và thu gật đầu chuẩn bị tư tưởng từ trước năm người dừng lại trước cái hầm lưu trữ xác chết nhân viên pháp y nhìn thu và nhìn anh công an gật đầu anh kéo hộm ra đành cái xác đã được bảo quản trên chiếc bàn gần đó, chân được xử lý đặt trong ngăn lạnh cho đến bớt phần hôi thối. Tuy nhiên, cái mùi hôi thối nồng nặc kín cô lợm giọng, cuốn lên trực ói san liên tục. Anh nhân viên pháp y kéo chiếc bao vải trắng ra, khuôn mặt của người thanh niên ấy dần dần xuất hiện. Vừa nhìn vào, huệ đét chảy ra đồn thấp đồn tháo. Chưa bao giờ cô nhìn thấy hình ảnh nào kinh dị đến vậy. Khuôn mặt của thanh bắt đầu dỗ ra biến dạng hoàn toàn sau đó lại được bảo quản trong ngăn lạnh. thoáng nhìn liên tưởng đến mấy cây xác người trong phim xác ướp ai cập nhưng còn ghê tởm hơn Hệ vội gục đầu xuống bên ngực của tiến vội chạy ngược ra ngoài còn thu khóc lóc quả lên biết rằng máu mù ruột dài nhưng cô không thể can đảm đến mức lao đến nồm để cái xác cứng đờ trong ngăn lệnh đang nồn thốc nồn táo ở bên ngoài nhưng vẫn nghe tiếng của nó gào lên anh thanh sao anh phải khổ vậy Mẹ mất bộ mất Anh lại bỏ em đi Nhưng ngày tới em phải sống thế nào đây Tại sao con quỷ cái kia mày không buông tha cho anh tao Bố mẹ tao Anh trai tao có tội tình gì chứ Anh công an đi ra đứng cạnh cô Và tiến đang vứt lưng cho mình Tiếng gào khóc nấc lên từng chập của thu trong phòng lạnh Mình tính sao đây em Thế hỏi khi cô bình tính hơn nhìn vào bên trong Thu đang vật vã bên cạnh sắc thanh Cô thẫn thờ lắc đầu Em cũng không biết khi thấy nó vẫn nổ rũ bền sắc của anh Thanh tiến đưa mắt nhìn đồng hồ Gần 9 giờ rồi Anh vào đưa nó ra đi Có gì để sáng mai Em gọi cho bố xem ở quê tình hình thế nào Tiến gật đầu đi vào một lát sau diều thu đi ra Nhưng đôi mắt cô vẫn ngoái lại chiếc hộp đông để đựng xác của anh Sáng mai mình đưa xác anh Thanh về được không? Giờ đêm rồi Ở quê mọi người chưa kịp chuẩn bị Thu nhìn cô nhìn anh Tiến Các gật đầu đồng ý Tiến đi về phía công an Sáng mai gia đình chúng tôi đến làm thủ tục pháp lý được không? Được. Huệ và Tiến Diệu thu ra xe để trở về nhà. Tắm rửa sắp xếp công việc sáng mai ở quê xong. Thu mới đi vào phòng ngủ Huệ đã chuẩn bị sẵn. Cô chụp mắt đi chút, mai nhiều việc đấy. Nhưng mày mệt mỏi quá. Nếu cứ như vậy sao lo cho anh ấy được? Bố mẹ của ta gọi điện lên thông báo người làng súng lại lo cho anh Thanh rồi. Họ tính đưa về là đưa ra đồng luôn ý của mày sao? Nó liền chép miệng. Phải vậy thôi chứ trong sự nhờ làng Thưa buông tiếng thở dài ngồi tựa lưng vào thành giường Ta không ngủ được đâu Một khi nhắm mắt lại tao lại thấy bố mẹ tao và anh Thanh Thưa buông lừng câu nói vội bịt miệng khóc Cố không để cho tiếng nấc phát ra trong đêm Thôi nín đi đừng khóc nữa Người cũng đã mất Vừa tao gọi cho bố tao thấy bảo cành bưởi ở nhà mày xả sang nhà tao cũng gãy rồi Có lẽ là nó gãy vào lúc anh Thanh mất Ta đã biết trước nhưng mà không thể làm được gì Giọng của Thu buồn bã Mày còn nhớ chuyện ngày xưa tao kể cho mày nghe Về cây bưởi cuối vườn có cảnh xả sang nhà mày không Tao vẫn nhớ Cô cười cưng mặt bồi hồi về một nơi xa Mày còn hù tao có con quỷ cái ngự trên cành bưởi Thật may tao chưa bao giờ mò ra đấy lúc 12 giờ đêm cả Ngày ấy bà nội tao còn sống nghèo bình an Tôi buông tiếng thở dài mọi bi kịch của gia đình ta bắt đầu từ đấy cha mẹ ở hiền để đức cho con nhưng có lẽ ông bà ta không vậy có gốc có dễ mới có cây có cảnh không có gì là tự nhiên phúc họa do mình bịt miệng giấu được thế gian sao giấu được trời đất thần phật đau đớn là vậy bây giờ bình tâm ngẫm lại ta thấy nhẹ nhàng anh thành ta mất biết đâu đó là một sự giải thoát cho anh ấy sống giờ điên giờ chỉ là sự đầy ải giữa chốn nhân gian để làm gì chứ Giọng của Thu nhẹ lắm nhẹ như là hơi thở Để mai về lo tranh thành xong Ta sẽ đào gốc bưởi ấy lên Ta chắc không sao Mà có sao thì cũng chẳng sao cả Cô đời ta đến nước này còn gì để sợ chứ Thu nói giọng bất cần Đào gốc bưởi Hơi giận mình hỏi lại Chuyện cũng bình thường có gì đâu Cây đã chết đào gốc lên trồng cây khác Có gì khiến cho cô Về ngạc nhiên thẳng thốt như vậy Đúng vậy chả phải cây bưởi đó đã có từ rất lâu trên đất ấy đúng nói ra thì chẳng ai tin gần trăm năm rồi chẳng ít nó bám lấy những linh hồn mà sống cứ cành não gãy thì cành kia lại lên từ cây gấp trước đây ta cũng nghĩ như vậy thế nhưng mà không hẳn thế còn một vài thứ khúc mắc về lý trí ta không tin có cây bưởi nào có thể tồn tại lâu đến như vậy cô im lặng ta muốn biết chuyện bố tao trước khi ông ấy mất để kể lại có đúng như vậy không nhưng sau cái chết của anh Thành Tao nghĩ 9 phần 10 là đúng Không sai Tao có thấy mà Thấy gì Thu liền quay lại nhìn Huệ Cô gái ngồi hát dù còn ở gốc bưởi Tiếng hát ấy đáng sợ lắm Nó như vòng về từ chốn đâm ti vậy Nó ám ảnh cả nhà tao Anh Thanh vì vậy mà phát điên Buộc phải bỏ nhà đi lang thang Chết đói chết khát Bố ta cũng vì vậy kiệt sức mà chết thôi buông lửng câu nói không dám kể thêm về nỗi đau mà gia đình mình đang gánh chuyện thật à ta nói nghiêm túc đấy vậy chuyện là thế nào chuyện dài lắm có kể đến sáng mai không hết xong việc anh thanh tao kể cho nghe thiên hay không cũng được à mai mày có đưa anh thanh về quê với tao không có mày cứ yên tâm nghĩa từ lẫn nghĩ tận mấy tháng nay tao chưa về thăm ông bà già tiền đảo qua nhà ngày xưa nghe lời ngon ngọt của mày Xuyên nữa ta đã trở thành chị dâu của mày rồi đấy thôi nhìn bạn cố cười gượng anh thanh tao không có được phúc phận đấy đâu đúng hơn là cả nhà tao nhìn mày có một gia đình êm đềm khá giả công tốt còn không may gặp phải anh thanh tao có khi cả đời là phải gánh họa cho gia đình tao đó mày vơ vẩn toàn nghĩ quần nà mới có vài năm ta thích tâm trạng của mày u uất phiền não quá khi như vậy sinh bệnh mà chết đấy ta nói thật đấy không may mày lâm vào hoàn cảnh của tao cũng vậy thôi cả cuộc đời này có khi đến lúc nhắm mắt không thôi ám ảnh những cái khuôn mặt người thân của tao thôi đừng nói nữa cô chợp mắt chốt đi mày phải đưa anh thanh về sớm có thức cả đêm cô không giải quyết được gì đâu nó liền gật đầu thật lâu rồi mới được nằm với mày như ngày xưa thôi chợp mắt chốt đi về nhà ở đừng lâu tao sang nhà mày ngủ cho đỡ buồn thật nhé ờ ừ, ngủ đi Cô gật đầu nó nằm xuống bên thầm thì một lúc thiêu thiêu chìm vào giấc ngủ. Nhưng thi thoảng ngủ mơ gọi tên bố mẹ. Tầm 4 giờ hôm sau tôi đã dùng dịch trở dậy. Nhưng phải 8 giờ sáng mới có sẽ đưa đón anh Thanh về quê. Hơn nửa năm ba cái đám tang. Đám tang thẳng điên chết đường chết chợ, chết đói chết khát. Thi thể bắt đầu phân hủy. Cho nên lèo tèo vài người đến đưa tang. Sân làng đứng dạp ngay ở ngoài đồng cố làm cho xong thủ tục rồi chôn cất luôn không có ai ở lại chỉ huệ và mẹ con thu trong buổi chiều buồn cô không lỡ lòng bỏ hai mẹ con bạn mình bơ vơ một mình cho nên đành ở lại về thưa anh thanh bây giờ đã mồ yên mà đẹp rồi thưa đều mắt nhìn huệ gật đầu rồi nói thầm thì với ngôi mộ em về để anh hoàng hôn một màu vàng nhờ nhờ kéo xuống hai người phụ nữ dắt thêm đứa trẻ hướng về làng nhóm buồn thảm và thi lương Mày sang ăn với mẹ con tao bữa cơm nhé. Họ hàng về cả rồi nhà chẳng có ai. Ba người đứng trước cổng ngôi nhà ngói sân lát gạch bát. Vẫn còn có cả cây cau bể nước sữa cũ xám xịt nhốm màu thời gian. Hệ không biết cảnh vật đấy đã tồn tại ở đây từ bao giờ. Nhưng khi sinh ra đã thấy như vậy gần 30 năm. Trời không thay đổi gì. Chỉ nhốm màu hoang tàn cũ nát. Không còn một chút sức sống. Đôi mắt nhìn ra gốc bưởi nứt toác trẻ đôi, nhưng là bị người ta chém dọc vẫn còn để nguyên đấy cũng chẳng biết có chuyện gì vội sâu dưới gốc bưởi cô gần đầu đồng ý để tao ghé về qua nhà tắm rửa lát tao sang đã hai mẹ con nó đi vào nhà cô mới về bên nhà lại còn sang nhà thu ăn bữa cơm với mẹ con nó cho nhà bớt cô quạnh gần bảy giờ tối thì cả nhà chuẩn bị sắp mâm cơm bát huệ nói với ông tô ông im lặng nhìn cô giây lát con xin nghỉ ba ngày Nhìn mẹ con cái thu nó tội quá mà con không biết giúp nó thế nào. Nghiệp nhà nào nhà lấy gánh, mình gánh thay người ta sao được con. Sao ông bảo là ông không tin? Nó rành rành đến trước mắt mình như thế, chứ có phải là mù đâu mà không thấy. Sang bên nhà nó cũng được cho nó bớt cô quạnh, ăn xong rồi về sớm. Không là bố mày sáng đón đấy, đừng có ngủ lại đấy. Huệ giật mình ngạc nhiên, cầu nhà với nhà của nó cách nhau tầm trăm bước chân, đèn đường sáng choang trước giờ ngày con bé mỗi tối luồn lách qua nhà nọ sang nhà kia để trốn tìm cả đêm có ai phải đi đưa đón mới một thời gian ngắn thôi xảy ra biết bao nhiêu chuyện khiến cho người ta phải kiêng rẻ e sợ việc gì phải vậy mẹ ăn xong con về thưa con sang nhà đây Cứ đứng dậy đi ra mẹ còn chạy đuổi theo nhớ lời cầu mẹ dặn đây dạ ăn xong con về ngay phải đi sang nhà của Thu nhưng đôi mắt vẫn chú ý nhiều hơn, đến gốc bưởi bị đánh toạc ra ở cuối vườn hai nhà. Vừa về đến đầu cổng thì mùi hương xạ trong nhà bốc sang nghi ngút, khiến cho cô dị ứng hắt hơi liên tục. Ngước mắt nhìn lên ngôi nhà gỗ cổ xưa, làm toàn bằng gỗ lim đen bóng cổ kính, lầm ngói âm dương vẫn vậy. Ngôi nhà này thời cô còn nhỏ đã thuộc loại giàu có nhất làng. Nơi đừng xây dựng theo phong cách kiến trúc truyền thống ở đồng bằng bắc bộ ngôi nhà đừng dựng theo kiểu ba gian truyền thống gồm bốn hàng cột với hơn chục cây cột gỗ lim ngày còn nhỏ huệ sang nhà của thu chơi hai đứa sang tay ra ôm mới hết và từ ấy đây là ngôi nhà gỗ đặc biệt công phu và được khắp các tỉnh lân cận không một nơi nào có tất cả gỗ trong nhà đều được làm bằng gỗ lim với các họa tiết chạm khắc chữ nho hình rồng phượng đầy uy nghi quyền thế trên các cột kèo phần nào đó ngôi từ đường khắc họa được những ngày tháng hoàng kim nhất ngôi nhà chứa đầy đồ vật có giá trị như tranh ảnh hoàng phi câu đối cổ nhưng theo thời gian dãi dầu mưa nắng nhà trung hòa cung mến không khá giả cho nên không tu bổ gì bị mối mọt làm cho hư hỏng chỉ có bức tường làm bằng gạch nông trải qua gần một thế kỷ vẫn còn giữ nguyên sự vững chãi không một chút bong chóc. Cộng với đó là phần mái lập bằng ngói âm dương cũng chưa từng bị rột nóc, hàng cột lim đen như là sừng thách thức thời gian. Mấy năm trước Huệ có nghe mang máng, trên tỉnh có ý định bảo tồn trùng tu để làm du lịch, nhưng sau đó không biết vì lý do gì họ đã dừng lại. Vừa chôn cất anh Thanh xong, nhưng mà kỳ lạ không có họ mặc gì nán lại với mẹ con Thu khi mà tiếng ngò mòm trong nhà vọng ra, khiến cho Huệ dừng lại không bước tiếp. Thằng Thanh nó chết rồi, mày là phận gái cho nên mẹ con của mày không thể cư ngụ ở đây. Nhà này, đất này trước nay á, vốn không dành cho ngoại tộc. Nhà này vốn đã loạn từ đời cụ nội mày, bây giờ không thể loạn được nữa. Đây cũng là quả báo, nghiệp bố mẹ anh phải gánh lấy. Ông bảo mẹ con cháu đi, bây giờ mẹ con cháu đi đâu? Giấy tờ luật pháp không có ai ủng hộ chuyện ngược đời như vậy. Mày quyết nhân nhân vì sao bố của mày, mẹ của mày, anh của mày chết đúng không? Tao chỉ nhắc lại vậy thôi. Còn quyết định thế nào thì tùy mày. Để đến khi mà xảy ra chuyện lại trách sao người lớn không có nói. Xem mẹ con mày ở ly đây được bao lâu. Tiếng khóc của Thu bên trong nhà lạnh nức lên. Bóng người đàn ông ấy hầm hầm giận dữ. Dừng bước trước mặt của cô dây lát. Thế ra là ông Dương người bác họ gần cận nhất của Thu lướt mặt qua. Tôi vừa bước vào trong sân quay lại bảo Con Huệ đi hả? Dạ Mày là bạn thân của con Thu Và nói xong tuần đầu thằng Thanh đó Mẹ con nó dọn đi đâu thì dọn Mẹ con nó ở ngôi nhà đó là không có được yên đâu Cô chưa kịp thắc mắc với lão Dương Lão đã vội bỏ đi mất Cô đi vào trong thêm mâm cơm cúng hương đã gần tàn Cô Thu đang ngồi ôm con ngồi khóc Ngày còn bé hay sang bên nhà chơi nhưng không mấy khi huệ nhìn trên bàn thờ đến hôm nay mới nhìn thấy một dãy di ảnh lần lượt của thanh chú hòa cô mến ông bà nội hai bức hình đen trắng truyền thần trên cùng càng làm cho cô nghĩ về cụ nội của thu đến bây giờ cô mới để ý ba bát hương ở rìa bên trái không có ảnh thờ nhưng xám đen một màu khói hương trên bức tường lạnh không biết ba bát hương ấy thờ ai nhưng phải có lý do gì đó người ta mới bút nhiều nhang đến như vậy có thể những nén nhang ấy để tạ lỗi cho người đã khuất không có di ảnh lão dừng nói gì với mày đây Hề cất tiếng hỏi thu vội vàng buông đứa bé ra lau khổ nước mắt không không có gì đâu Thư vái trước di ảnh thanh ba vái rồi bưng mâm cơm xuống giữ nhà ông ấy sang đòi nhà nhà thờ của dòng họ lê không thể để cho người ngoại tộc ở lệ làng mình bao nhiêu năm qua vẫn thế Vơ vẩn nếu nhà tao có mình tao là con gái Bố mẹ tao qua đời nhà tao bỏ cho hàng xóm mà. Thư lắc đầu nhìn lên bàn thờ nhưng đôi mắt của nó nhìn chăm chăm vào chỗ không có di ảnh dây nát rồi lại quay ra. Nhà mày khác, không thể so sánh như vậy. Ngày còn sống ông bà nội tao trước lúc mất, đã nhắc bố tao cố gắng làm ăn, mua một mảnh đất khác đưa vợ con ra ngoài sinh sống. Thư nói rồi buông tiếng thở dài. Nhưng mà bố mẹ tao không làm được, anh Thành thì cũng không làm được, hóa dầu hóa dại và chết. Người thương cả mái ngại cho đó là chuyện không may Còn người độc miệng thì bảo đó là nghiệp nhà ta phải gánh Thôi thì ăn đi, cảm ơn vợ chồng mày Nếu không có vợ chồng mày và dân làng ta cũng không biết xoay sở làm sao Không biết mình tao có đưa được xác của anh Thanh về không nữa Quả báo cái gì vơ vẩn chứ Có lão ấy kiếm chuyện là định chiếm căn nhà mày Mẹ con của mày cứ ở đây không phải đi đâu cả Động đến pháp luật để tao lo cho Để xem ngoài đe dọa ra lão còn dám làm cái gì Nhìn thấy mặt của lão là tao đã thấy ghét rồi Có nhiều thứ giải thích bằng lý trí mày không hiểu được đâu Không hiểu để đợi vài bữa nữa xong tuần đầu của anh Thanh Lão Dương và lão nữa trong dòng họ Lê dẫn người đến nhân cái nọ cái kia cướp nhà mày Mẹ con của mày rất xíu nhau đi đâu Đôi mắt của Thu ở ngực nước mắt Ngước nhìn lên bàn thờ có di ảnh của Thanh Rồi lại dừng lại nơi bất hương bốc lên ám đen cả trên tường Nếu nhà của họ thì trả cho họ Nhà tao ông bà nội tao như đi ở nhà như vậy là đủ rồi Mẹ con tao lo cho anh Thanh xong Tao gửi con bé đi nhà trẻ Xin làm công nhân cũng được Công là người họ lê Tao nghĩ là họ không dám vứt cái bát hương di ảnh của ông nội Bố mẹ anh trai tao ra đường đâu Còn chuyện ở gốc cây bưởi Thì tao vứt kệ xác đấy Ai làm gì thì làm Phúc ai nấy hưởng Họ ai ấy chịu Nhà tao cũng trả hết nghiệp rồi Không có nợ nần gì họ cả Hết hiệu mày nổi luôn đó Làm nhàm hoang đường hết sức Nhà cửa có tự nhiên đi ở trọ Người ta bảo là mày bị điên đấy Nhà mày mày ở không phải đi đâu cả Người không hại chết người nữa là ma Đừng có suy nghĩ nhiều đổ bệnh ra rồi mệt Thu im lặng nhìn cô rồi chép miệng Điền cũng được muốn biết rõ Nếu mà không sợ thì đêm nay ở đây với tao Tao kể cho mày nghe chuyện này Trước đây cả nhà của tao không ai tin đâu Đến khi mà nó xảy ra mọi thứ nhanh quá Đến khi tao trở thấy không kịp Trong những giấc mơ của tao Thì không cảnh cũ gần 100 năm về trước Những cơn mặt ấy đã tái hiện Rất nhiều lần đến ám ảnh Mẹ tao bố tao Đã không chịu được được sinh bệnh mà chết Còn anh thanh hóa điên không nói Mày cũng biết kết cục như thế nào Thực sự là tao không muốn Ở lại ngôi nhà này nó ám ảnh lắm Thế nhưng mà tao cũng không ở Cũng không ai ở được đâu Còn cố tham tàn chỉ mang lại họa thôi Cụ nội đã để lại nghiệp rồi thì con cháu phải gánh Gây nên ai oán biết bao nhiêu đời Ta không biết khi họ làm họ có nghĩ đến hậu quả hay không Huệ giận mình ha hốc miệng ngạc nhiên Nhìn nó lẩn thận như đang nói một mình Những hồn ma có thật vẫn còn đang lưu lạc trong căn nhà này Trên mảnh đất này Khương mặt của Thu đã không còn là chính mình Thu nói trong giọng bùi ngùi hồi tưởng Tao nghĩ mày từng nghe dân lặng nhắc Cụ nội Lê Mẫu tao vốn là một đại địa chủ có tiếng ở trong vùng. Cứ liền gật đầu, có nghe nói. Ngày sống bà nội tao nhắc miết, người làng ai cũng biết chuyện này mà. Huệ đưa mắt nhìn lên ngôi nhà. Nghe bảo cụ nội mày làm xong ngôi nhà này, hộc máu ra giữa nhà rồi chết phải không? Thu liền gật đầu. Còn nhiều chuyện không đơn giản chỉ có như vậy. Chuyện bây giờ đã như thế ta cũng chẳng phải giấu mày làm gì. Nếu như mày muốn ở lại đây đêm nay sẽ biết tất cả. Ngày xưa thường học chung tao sang nhà mày ngủ nhiều. Thế nhưng mà hình như chưa bao giờ mày ngủ tại nhà tao. Ờ, chưa bao giờ cả. Thư bồi ngồi rồi buông tiếng thở dài. Hôm nay tao ở lại với mẹ con mày đêm nay. Toàn chuyện vơ vẩn. Chuyện nhà mày bao lâu nay tao buộc phải che giấu đi ấm bức. Bây giờ nếu như mày nói ra tao nghe cả đêm. Tao ở lại với mẹ con mày đêm nay Hồi nhận lời ở lại quên quấy đi lời của mẹ dặn lúc sang đây. Thư mừng ra mặt, nó ngước lên bàn thờ nhìn di ảnh của cụ nội Lê rồi bảo Ta đã từng thấy họ, ta muốn có người để kể ra hết câu chuyện. Nhà này khi mà đêm xuống lại có một gia đình khác. Thu thể thảo kể lại tiếng của Thu thầm thì như nói vừa đủ cho cô nghe. Đêm qua ở trên nhà mày ta không tiện nói. Chuyện nhà tao bấy lâu chỉ con cháu trong nhà mới biết Lẽ ra như tao phần gái không được biết Thế nhưng mà trước khi mất bố tao kể lại Chuyện ông nhờ tao làm nhưng mà chưa kịp làm Thì tai họa cứ liên biên đập xuống Giờ có nói ra thì giống như một bài học cho người sau không phạm phải Còn dòng họ Lê Nhà ông Dương họ cố làm kệ thôi Của là vốn là vật ngoài thân Với tao bây giờ nó chẳng quan trọng nữa Cô im lặng bước cơm qua nhành đưa bé nằm trên giường thiêu thiêu ngủ Thù được mắt nhìn lên bàn thờ nơi chỉ có những vệt xám đèn bám lại. Ta từng gặp họ ở đây chưa đêm nào yên giấc. Trong những giấc mơ họ báo cho tao biết trước sự ra đi của mẹ, của bố anh Thanh. Và mày có tin khi mà người ta mất rồi, những linh hồn và lời nguyện vẫn còn tồn tại ám đến người sống. Để đến khi đủ ngày, đủ tháng, đủ năm, lời nguyện ấy được ứng nghiệm. Lúc mày gửi tin nhắn cho tao, tao biết chắc anh Thanh mất. Nhà được tin của mày như chỉ tin xác nhận, Giọng của thu đều đều buồn bã tao có nghe người ta nói nhưng mà không biết nữa bởi tao chưa trải qua nên là không thể khẳng định có hay không thương ngập ngừng trong giây lát đôi mắt vẫn nhìn trầm chầm, chầm lên trên vậy ở đây đêm nay xem thế nào nếu có gặp thì đừng có kêu tao nó thấy gương mặt của cô có chút bối rối cho nên vội vàng chấn nan bằng một nụ cười nhẹ yên tâm đi mày không sao đâu có thể mày không thấy gì cả Người ta bảo là sơn ăn tùy mật ma bắt tùy người. Vía của mày cứng không thấy gì. Không ma quỷ nào dọa dẫm được mày. Để tao gọi về báo cho mẹ tâm một tiếng. Huệ gọi điện về nhà thu đứng dậy thu dọn mâm cơm. Ban đầu bà phản đối ghê lắm. Nhưng mà nghĩ nhà thu vừa có tang. Nhà chỉ có hai mẹ con. Lâu ngày mới gặp. Không nỡ sang ép về đành chiều cô ở lại. Thu dọn dèm tắm cửa xong khóa cổng cửa lại cẩn thận. Những cây nhàng trên bàn thờ tắt tất mùi khói vẫn còn phẳng vất ám lại làm cho cô thấy lạ. Thưa ngồi xuống bàn rót nước đưa Huệ nhưng không thắp thêm hương trên bàn thờ. Hai đứa ngồi im lặng bầu không khí u ám thê lương tĩnh lặng như tờ. Chỉ nghe tiếng ngáy nho nhỏ của đứa con Thu nằm trên giường kế bên. Cô ngồi ngóng đợi Thu kể về chuyện khi nãy. Thư bảo kể nhưng mà ngồi nói chuyện gia đình công việc đến gần 10 giờ đêm nó không đả động gì đến chuyện cũ hỏi nghĩ nó kiếm chuyện muốn cô ngủ ở lại nhà cho bớt cô quạnh đến khi cô cất tiếng dục thôi đi nghỉ đi khuya rồi mấy ngày nay tao mệt quá còn chuyện gì sáng mai nói tiếp mày ở nhà mấy ngày kia mà ở à, không vội gì mai cũng được nó lên giường trước cô theo sau mày nằm bên trong tao nằm bên ngoài sợ con bé đêm lỡ cái giật mình nó khóc tao mở cửa sổ cho thoáng một chút sặc mùi hương quá Ngồi trên đầu giường nó đưa mắt nhìn ra ô cửa sổ đánh đỏ dây lát gật đầu. Huệ mở hé hé cánh cửa sổ giật mình nhìn cây bưởi. Đã gãy ngàn thần thứ gỗ hiện ra trắng xóa. Cách tầm mắt tầm mây bước chân. Xa hơn chút nữa là đèn điện phía bên nhà vẫn sáng. Cánh cửa sổ không mấy khi mở cho nên bụi và mạng nhện răng đầy. Nhìn cánh cửa sổ khiến Huệ nhớ đến cánh cửa sổ nhà mình năm xưa. Khi mà bà nội chưa mất, nó không bao giờ được mở Cô đang bẩn thần suy nghĩ thì bu bảo Đêm dậy đi vệ sinh nhớ bật đèn lên Sợ lại nhà không có quen Ờ à, ta biết rồi Tao tắt điện nhé Thu hỏi rồi đứng dậy tắt điện Quay trở lại giường Căn nhà chìm trong bóng đêm đen đặc Huệ đặt lưng xuống quay mặt hướng về ô cửa sổ Đây là đêm đầu tiên cô ngủ lại Tại ngôi từ đường dòng họ lê Thoang thoảng mùi khói hương Gió mùa thu lạnh lạnh từ ngoài ô cửa sổ thổi vào mỗi lúc một mạnh, toàn thân của cô như là tê cứng. Vẫn còn có cảm giác nghe thấy tiếng ấy đều đều của thu vang lên trong đêm khuya vắng lặng. Cô lờ mời chìm vào trong giấc ngủ từ lúc nào không hay. Tiếng du từ ngoài cửa sổ theo gió nhẹ nhẹ chạm đến. Lần đầu tiên cô nghe thấy tiếng du rõ ràng đến như vậy. Nửa tình nửa mê cô không thể xác định rõ vị trí tiếng du ấy phát ra từ đâu lặp đi lặp lại lời du dần dần chìm xuống tiếng thì thầm từ gốc cây bưởi gãy văng lên vọng đến mỗi lúc một rõ mình về nhà thưa con khi nào cha về tiếng ngòi của đứa trẻ lanh lảnh phát ra từ gốc cây bưởi vọng lại hai chiếc bóng trắng mờ ảo trong đêm đứng dậy hướng về phía cổ huệ có người muốn biết ngọn nguồn nỗi oan khuất của gia đình chúng ta kìa mẹ Mọi người phụ nữ có mái tóc dài chấm đến thắt lưng Ôm trên tay đứa nhỏ tầm 4 tuổi hướng về phía cổ Huệ Đôi mắt của cô run sợ nhìn hai mẹ con đang đi hướng về phía của mình Cô cố thu mình về phía con của Thu Nhưng lại sợ nằm đè lên nó Cô, cô là Không, đừng đến gần đây Mẹ con cô là ai, cô ở đâu, cháu Hơi dòng của Huệ run rẩy chìm vào sợ hãi Cô không còn dãy đạp nữa Cô hiểu điều ấy là vô nghĩa Trước người đàn bà đang bồng con trên tay Trinh Đây là nhà cô Cháu đang nằm trên giường cô đấy Đừng có mà sợ Cô không hại cháu đâu Tiếng thì thầm của người mẹ lại vang lên trong đêm Cháu nội bà Vân Bí mật cảnh bưởi xả nơi cuối vườn Trong đầu của Huệ nhủ thầm sao họ biết tên bà nội cô? Những người thời bà nội cô đi lấy chồng mất tên, lớp người như cô chỉ biết tên ông nội. Huệ sợ hãi thấy lạnh lạnh người khi mà sáu hố mắt đen thăm thẳm nhìn thẳng về phía của cô. Dù cô giấy đảm ú ớ kêu cứu, hy vọng thu nằm bên cạnh sẽ đập cho mình tỉnh giấc. Vô vọng. Nhưng đứa trẻ nằm giữa Huệ và Thu lạnh thoát người đông cứng như que kem hai gương mặt đều trắng xanh không còn một chút sự sống tất cả không gian bốn bề tĩnh lặng ngôi nhà chết cô nhận thấy ngôi nhà này đã thực sự biến đổi không còn là ngôi nhà cô biết cô đang nằm trên một ngôi nhà khác mọi sự cố gắng đã trở thành vô nghĩa trinh vô hồn trên tay bồng con tiến lại gần hơn khuôn mặt của họ rõ dần. hố đen trong mắt đã tan biến huệ còn chưa hết run sợ co rúm người lại đừng sợ Mẹ con cô không làm hại cháu Những người mang lòng tham Phạm phần lời nguyện đúng ngày đúng tháng Đều phải chết Chu Hòa cô mến anh Thanh cụ mậu Huệ liền run rẩy Trinh gật đầu xác nhận Tại sao cô lại nhẫn tâm vậy Vô tội Trinh hỏi lại Khi đôi mắt của cô cúi xuống nhìn đứa trẻ Đang ôm trong vòng tay của mình Vậy những xác người Những oan hồn còn nằm dưới gốc cây bưởi Gần 100 năm qua không được siêu thoát họ có tội hay sao họ đáng chết hay sao họ là những lương dân thấp cổ bé ngỏng vì lòng tham mà đã bị chôn sống cả nhà hồi im lặng gấp bưởi chuyện bà nội nói là có thật thật như là trinh đang ôm đứa con đứng trước mặt của cô sự tham tàn sinh ra lòng oán hận trinh nhắc lại hồi nhìn vào hốc mắt ấy có một cảm giác hồn ma làm mẹ ôm đứa con đang đồ lệ làm cho cô bùi ngùi xúc động tại sao là một câu hỏi bật ra trong vô thức Trình miếng môi cười Tại sao ư Có tiền nhưng chưa có quyền lực Ông bảo muốn chuyển tiền thành quyền lực Từ quyền lực đổi ngược ra tiền Nhưng có tiền sử dụng không khéo Khó có thể thu phục nhân tâm người khác Bắt đầu bằng chính người thân trong dòng họ Chạy đua thành ông Lý Cho nên đã mời thầy địa lý đến coi phòng thủy Ông thầy tướng số lại khuyên Khương mặt của hai người đàn ông ngày xưa nhạt nhòa hiện ra ngay trước mắt cổ Huệ. Khương mặt lê mậu ở trong bức ảnh truyền thần đen trắng, treo giữa bàn thờ hiện ra sống động, đứng đối diện với ông thầy tướng số rồi bảo. Tiền bạc của ông con cháu để ăn ba đời không chắc đáng hết, nhưng tôi thích căn số của ông không có mệnh làm quan. Nếu cố tôi e là sẽ mắc họa diệt thân, ông nên đánh đo cân nhắc cho kỹ cái chuyện thiệt hơn cái chức mòn lý trưởng không đáng để trông phải đánh đổi hậu vận về sau như vậy, nên nhịn đi thì hơn. Khương mạnh của ông Lê Mậu năm chiêu. Ông nói không sai nhưng mà ông nghĩ xem, ở trong làng phan xá có đứa nào dám ho he với tôi, nhưng mà cái thằng lý tuyết bám vào cái chức lý trưởng, lúc nào cũng thích khách với tôi. Tiền tôi mất nó vẫn nạt được, tôi không cam để cho nó lè đầu cưỡi cổ của mình cả đời. Hơn nữa ông biết đấy, đây còn là cái chuyện thanh danh của dòng họ, Mấy đời trước dòng họ tôi thuộc hàng danh gia vọng tộc, không những trên huyện trên tỉnh, thậm chí trong kinh đô còn biết tiếng, càng về sau thì càng lụi tàn. Anh em họ mặc bất hòa tàn mát, chỉ còn lại trong làng phan xá, nhưng cũng không đoàn kết để có thể quy về một mối. ra như nếu có thể đoàn kết thì... Ông Lê Mậu ngập ngừng rồi buông tiếng thở dài. Tuy tôi không phải là trưởng họ, không bằng có thể khôi phục lại danh tiếng của dòng họ vang danh như xưa nhưng mà ít nhất phải có vị trí trong làng phần xá họ không may nếu mà tôi có chết xuống gặp mặt tổ tiên bớt thẹn với lòng tiền bạc nhiều chẳng để làm gì nếu cứ để cho cái thằng lý tuyết và dòng họ nguyễn cưỡi mãi trên đầu trên cổ cười nhạo và sự bất tài kém cỏi còn gì là thanh danh của dòng họ lê tôi thấy mất mặt lắm Thầy tướng số im lặng đúng là có tiền có quyền Nhưng mà ông có tiền không có quyền Ông chỉ có thể đe nẹt mấy thằng gia nô cùng đinh trong nhà Trong làng gia đến đình, đình làng không có quyền Thì giàu có đứng trước quyền lực Ông nhũn như là con chi chi Không gác mấy thằng gia nô trong nhà Có phải bỏ tiền ra để được ngồi ngang vai phải lứa với chúng nó Ông cũng cam lầm. Ông thầy tướng số nói vậy không lẽ ông đành chịu ăn phận một đời Thầy nói vậy tôi xin nghe Thế nhưng mà tôi không cam chịu khom lưng mọp gối với cái thằng Lý Tuyết Sẽ phải có cách Sẽ phải một mất một còn Sau đợt này tôi có linh cảm nếu tôi không hạ nó Bằng cách này hay cách khác nó sẽ hạ tôi Con cháu tôi không bao giờ có thể ngóc đầu lên được Ông thầy tướng số chỉ biết thở dài im lặng Về lời khẳng định trông ngắm chắc địch của Lê Mậu Tôi chỉ biết sao nói vậy không có dám thêm bớt nửa lời ông coi đó như là một lời khuyên để ngẫm xưa nay người ta bảo đức năng thắng số cũng nhiều còn nhiều người có đủ khả năng để thay đổi càn khôn kia mà nên ông đừng có lo tôi nghĩ nếu có duyên ông may mắn gặp đúng người tôi chỉ có là một thầy tướng số sống cả đời trong làng cả đời nên là thấy sao nói vậy ông đừng bận tâm lê mậu im lặng suy nghĩ trong giây lát liệu có cách nào khác không thầy Ông thầy tướng số lắc đầu Mong ông thư lỗi Hiện tại tôi không nghĩ được điều gì khả dĩ hơn Đành phải thời vận của ông xem thế nào Thầy nói tôi phải đợi thời vận Đợi đến khi nào chứ Một ngày hai ngày một tháng hai tháng Hay là một năm hai năm Thầy thấy thầy nói như vậy thì quá vô định Thầy sợ mình không sống để đợi đến ngày ấy Thầy vẫn mong thầy nghĩ giúp tôi xem Có cách nào khả dĩ hơn không Hay là thầy vẫn sợ nhà lý tuyết sợ dòng họ Nguyễn cho nên không dám nói. Ông thầy tứng số chậm ngâm. Người sống trong cùng một làng có những thứ tôi không tiện nói, không muốn mất lòng ai. Ông nghĩ xem được lòng ông mất lòng ông Lý, phận tôm tép như gia đình tôi, liệu có sống yên ổn ở làng được không? cho thân quen ông để tôi tìm người khác hỏi xem. Nếu có tin gì tôi sẽ thông báo trông sớm nhất để ông định liệu. Chào ông. Vâng, chăm sự nhờ thầy, tôi chờ tin của thầy. Ông Lê Mậu vái chào ông thầy tứng số cho đến khi bóng của ông khuất dần sau bụi tre rồi mới quay trở vào nhà. Đôi mắt của Huệ ngước nhìn lên gương mặt của Trinh phía hai hốc mắt sâu thăm thẳm chờ đợi. Quả nhiên mấy ngày sau có người tự xưng là thầy địa lý không biết từ đâu đến. Không biết có phải do thầy tứng số bắn tin nhưng mà Lê Mậu tin đây chính là người mình cần cho nên là cho Nô kính cận mời vào nhà biết ý định của gia chủ ông thầy địa lý sau khi rượu thịt ngà ngà say rồi bảo người sẽ có câu là lấy vợ đàn bà làm nhà hướng nam về phong thủy hướng nam là hướng sinh hướng ứng chọn luồng sinh khí của đất trời về thực tế hướng nam là hướng vô cùng tốt bởi khi đặt nhà thờ tổ đẹp nói riêng ở hướng này thì có thể nói rằng đông ấm hạ mát ngược lại ta nên tránh hướng tây khi mà chọn xây dựng mẫu nhà thờ tổ về phong thủy hướng tây được xem là hướng của quỷ của âm vật cho nên đặc biệt xấu không nên xây nhà theo hướng này về thực tế thì nếu đặt nhà ở hướng này có thể nói là hoàn toàn không tốt bởi đông rét hạ nóng nói vậy là đủ thấy tân nên và không nên chọn hướng nào khi xây dựng nhà thờ đó là hướng kế đến nông trọn thế đất đẹp để thế cũng là một phần vô cùng quan trọng làm nên phong thủy của nhà thờ tổ Địa thế tốt sẽ giúp cho việc hấp thụ sinh khí Là khí đất trời của nhà thờ tổ luôn tốt Địa thế tốt nhất cho mẫu nhà thờ tổ đẹp Chính là tọa sơn hướng thủy Mảnh đất đặt nhà thờ tổ nên được dựa vào núi nhìn ra sông Nếu quá khó thì để chọn được khu vực có địa thế đó có thể mảnh đất cao và thoại dần về đằng trước, đường chính không được đâm thẳng vào cổng, tránh phạm phải phong thủy giống như là thanh gươm nhọn chọc thẳng vào ngực của mình. Nếu ông kiếm được mảnh đất như vậy, tôi sẽ giúp cho gia tộc dòng họ phát triển thịnh vượng thuận lợi. Ông có thể quy tụ anh em con cháu dòng họ đồng lòng. Việc giúp ông ra tranh chức lý trưởng tôi tin nắm chắc trong tay, không những vậy, chức lý trưởng sẽ nằm trong tay con cháu của ông truyền đời mãi mãi. Ông bảo đắn đo nói, "Tôi không phải là người tin tưởng về đất cát phong thủy, cho nên nhờ thầy xem giúp xem." Trong cái làng này có mảnh đất nào phù hợp với ý của thầy tôi bỏ tiền ra mua trước làm nhà thật tổ. Sau thì để cho thằng con cả sinh cân lập nghiệp. Bỏ hoang cả năm nay chỉ có ngày lễ Tết thì em tôi mới hay lui tới thì lãng phí. Còn bỏ ra một núi tiền để cho người khác hưởng thì... Lê Mậu ấp bóng nhưng lão thầy địa lý hiểu ý vội đỡ lời. Vậy thì để tôi xem xét kỹ lưỡng cho cả đôi đường cho ông. Dạ, trong sự tôi nhờ cả vào thầy. Tôi thấy mảnh đất gia đình nhà Điền đang cư ngụ ở giữa làng là phù hợp nhất cho những tiêu chi tôi vừa nói. Nếu ông lấy được mảnh đất ấy thì tốt, dù sao nó cũng là người cùng họ, cũng làm việc họ nên làm. Phúc Đức cùng hưởng có phải mình ông? Lê Mậu giật mình có chút đắn đo suy nghĩ giây lát, nhưng ông quyết định dứt khoát. Thì cũng thấy vậy, thế nhưng mà có điều mảnh đất và con thằng Điền đang cư ngụ, thì đúng vai với dòng tập đúng nó là trường họ, vì bố nó ngu đần cho nên là thằng Thành cùng đinh nhất làng. Sống bằng cái nghề đánh dậm chết rét đầu làng cách đây mấy năm. Nó lớn lên với mẹ lấy vợ được vài tháng mẹ chết. Tiền làm ma vợ chồng nó vay mấy năm mà chứ có chẳng hết. Mảnh đất hương hòa mấy lần tôi định cấn trừ sang. Thế nhưng mà vẫn còn thiếu cho nên là lưỡng lự để đó. Tính là đất hương gói tổ tiên dòng họ. Nhưng mà cả năm có ai trong dòng tộc tới lui nhà vợ chồng nó có dỗ tết mạnh ai lấy cúng hoặc là tôi đứng ra lo liệu xác định của nhà thằng điền thuộc loại khô rách áo ôm cho nên là không dám bén mảng đến thật là khó nghĩ nhiều lúc tôi nghĩ cụ tổ thờ cúng ở đó con cháu tàn mạt cũng phải nhưng mà tôi không nghĩ được gì hay hơn mày có thể đến chỉ bảo giúp tôi thoát khỏi u mê thì đúng là cao nhân ông thể liêu phán đúng tôi đã gặp được người mình cần thật không uổng công tôi chờ đợi bao ngày qua bây giờ thì tốt rồi tiền đủ đôi đường tôi sẽ lấy lại mảnh đất ấy lê mậu nhìn sang thầy địa lý gật gù cho là phải cho nên lão quyết định vô cùng nhanh chóng nếu mà thầy ấn định được ngày khởi công tôi sẽ lo chu toàn của gia đình thằng điền cũng không nên ở để đó tôi thu xếp xong việc thì mời thầy sang xem thế nào có mấy ngày xin thầy nghỉ lại nhà để gia đình tôi tiện chăm sóc còn một số việc tôi muốn hỏi thầy Thầy Lưu tướng số trong làng không biết hoặc là không muốn nói vì e sợ nhà Lý Tuyết. Mảnh đất ngôi nhà tranh vách đất của vợ con Điền đã giữa làng được Lê Mậu lựa chọn làm ngôi nhà thờ tổ. Lão tay chống gậy ba tong cùng hai thằng gian nô trong nhà và thầy địa lý đi đến ngôi nhà tranh vách đất giữa làng của vợ chồng Điền. Bốn người đứng từ hàng rào bên ngoài nhìn vào. Ông thầy địa lý đưa tay chỉ cả ngôi nhà và mảnh vườn sơ sắc tiêu điều chỉ có vạt rau lang mấy cây xoan mọc hoang dại ông thấy tôi nói đúng không phương án xây cất tôi đã bàn với ông chứ cụ tổ dòng họ lê thở tự trong nhà tranh vách đất con cháu chỉ có lụi bài làm sao có thể ngóc đầu lên nhìn thiên hạ chứ thầy dạy phải lắm không thể để như vậy được lâm mậu đứng bên ngoài e hèm cất tiếng vợ chồng thằng điền đâu nó gọi đến lần thứ hai trinh mới ở trong ngôi nhà tranh vách đất tất tả ôm con chạy ra cô giữ người khi thấy lão đứng chống ba toang hai thằng gia nô và ông thầy địa lý đứng ngoài cổng nhìn vào chú chú nhà con chú cháu gì cái thằng chồng của mày đâu nhà nhà cháu ốm nặng nằm liệt giường trong nhà mấy hôm nay chú nợ của chú cho cháu khất khi nào cháu khỏe ông chẳng nói chẳng rằng dẫn ba người hùng hổ đi vào bên trong để nằm thở thoi thóp trên cái giường cũ điền cố gắng ngồi dậy khi mà thấy lão mậu Mang theo giàn đồ bước vào Anh Đinh Ninh ông mang người đến đòi nợ cũ Ta có chuyện muốn nói với vợ chồng của mày đây Dạ Chú nói đi vợ chồng cháu xin nghe Ta sẽ lấy lại cái mảnh đất này Cấn trừ sang cái số nợ vợ chồng chúng mày chưa trả Ngày mẹ chúng mày chết Vừa nghe vậy điên lùm cùng bò dày Vái lão như tế sống Chú à Cháu bệnh tật thế này không biết sống chết thế nào Chú nhân tâm lấy lại gia đình cháu biết đi đâu về đâu Nợ vợ chồng cháu đã trả hết từ lâu Phần đãi mày cãi tao hả Khế ước từ mày điểm chỉ vẫn còn chưa giáo mực Khi mẹ mà mày chết chúng mày đến nhà quỷ lại tao Tao mới cho vay Bây giờ xong chuyện chúng mày định dở cái trò lật lọng hả Âu thì ông đập cho mỗi đứa một cái bây giờ Lão định vụt xuống thì Trinh đã nhoai ra Ôm lấy thân thể của mình che cho chồng con Chân bà Toàn đã không vụt xuống Cháu cắn răng cắn cỏ cho lạy chú Nhà cháu bệnh tật như vậy chỉ cần bước ra khỏi nhà là nhà cháu chết ngay. Chú lấy lại mảnh vườn đất vợ chồng chúng cháu biết đi đâu. Cho vợ chồng cháu ở lại đây, đợi chồng cháu khỏe lại thư thư vợ chồng cháu trả. Trình khóc lóc vằn xin thảm thiết, nhưng chẳng ngồi lòng lão chức miệng bảo. Lẽ ra thì ta cũng chẳng có lấy mảnh vườn này làm cái gì, không đáng so với số tiền ta bỏ ra cho vợ chồng chúng mày. Thế nhưng mà thầy địa lý khuyên tao, nên lấy lại để xây nhà thờ họ, đó là điều tốt cho cả vợ chồng chúng mày Cho cả cái dòng họ lê ở cái làng phan xá Hai vợ chồng điền nhìn nhau chết lặng Chúng mày có một tuần Vợ chồng con cái chúng mày muốn bồng bế nhau thì đi Đừng có để tao phải nặng lời thêm một lần nữa Vừa dứt lời thì lão chống ba toan quay đít Cùng với hai tin gian nô Và thầy địa lý cắm cổ đi về thẳng Bóng của bốn người chưa kịp khuất Thì tiếng ho của điền rù rù cất lên liền ngay sau đó là tiếng kêu thất thanh của Trinh lao ra khỏi ngôi nhà tranh vách đất. Mọi người ơi cứu chồng con, anh Điền anh thổ huyết. Tiếng gào khóc của Trinh đứt quãng với tiếng khóc lóc đứt ruột đến thấu tận trời xanh của đứa bé chưa đến 4 tuổi ngần ngặt, ngặt khóc trên tay của cô. Đôi mắt của Trinh vô hồn nhìn Huệ, rồi nhìn cái xác điện chết lạnh nằm hoa hốc mồm và trên giường. Khuôn mặt đấy khiến cho cô giật mình, nhớ đến cái chết của Thanh. Thanh bị chết đói, chết đường, chết chợ khi lấy ra khỏi ngăn lạnh. Khuôn mặt của anh cũng vậy. Hay chính khuôn mặt của Thanh là khuôn mặt của Điền. Không biết vì lý do gì mà Trinh là một nụ cười như điên dại trong đêm khi trên tay của cô vẫn còn ôm đứa nhỏ khóc ngặt ngặt khiến cho Huệ thêm phần kinh sợ. Đôi mắt của Trinh hay hốc mắt sâu hoắm nhìn thẳng vào ánh mắt đang run rẩy sợ hãi của Huệ. Tiếng cười, tiếng khóc đột nhiên im bặt. Khóc bưởi, Lời thì thầm khẽ vang lên, ánh mắt cổ Huệ nhìn chằm chằm về phía gốc cây bưởi đất trẻ đôi xuống sắt gốc mở dần. Tiếng của lão quát nạt, tiếng khóc tiếng văn này trong ngôi nhà tranh leo lét ánh đèn dầu, vẫn còn thoang thoảng mùi khói hương. Chồng cháu chết còn chưa lạnh mộ. Mày nghĩ đến khi nào lạnh, đã quá 7 ngày rồi, mọi thứ tao đã định, mẹ con của mày ôm nhau đi đâu thì đi. Bên khỏi mắt tao đừng có mà ăn vợ ở đây, đi ngay bây giờ, Hai đứa chúng mày lôi mẹ con nó ra ngoài đây cho tao. Lão quát hai thằng Zano kéo mẹ con của Trinh đang ôm chặt chân của lão. Trong cơn giận dữ lão đã lấy cây ba toàn, có hết bát thương trên bàn thở xuống, tàn hương những đống lửa đỏ bụi mù. Tổ tiên ông ngự trên đầu, ông làm thế sớm tuyệt tử tuyệt tôn. Cái con này láo thật, mày dám nguyện rủa ông vậy hả? Đã thế thì mày không còn muốn sống nữa rồi, để ông cho mày chết, để xem mày còn nguyện rồi được không? Lão nghiến răng nghiến lời dùng hết căm tức lên cây ba toang đập xuống đầu của Trinh. Máu trên đầu của cô chảy ra chăn hòa. Ướt đẫm cả mặt của đứa bé trong vòng tay. Từ nguyện rủa nhà ông sẽ tuyệt tử tuyệt tôn. Lệ nguyện rùa đổ thêm dầu vào lửa, cơn mưa ba toang đổ xuống trên đầu của hai mẹ con Trinh. Khi mà cơn giận dữ của lão nguôi xuống, Trinh đã bể não hai mắt chân chân nhìn lão, đứa bé chết trong vòng tay của mẹ. Mẹ con nó chết rồi, bây giờ phải làm sao đây ông? Đến giờ lão mới ngồi tờ dốc nhìn trước bà toàn ướt đẫm máu tươi loang lộ dưới sàn nhà. Cơn giận tay hải biến lão thành kẻ giết người. Hãy đưa mày mang mẹ con nó đi. Hai thằng gia nô cúi xuống định mang xác hai mẹ con của Trinh đi nhưng lão đột ngột đổi ý. Không, không được, lão lý thuyết. Hai đứa mày mang mẹ con nó ra vườn sau. Tao thấy có thủng vôi cũ, đặt hai mẹ con của nó xuống rồi đào đất tấp đi ngay làm nhanh lên hai gã gật đầu kéo xác của hai mẹ con trinh ra cái thùng vôi cũ vội xác xuống và lấp đất đi những hành động của hai gã không thoát được cặp mắt cú vỏ khác đang đứng ở ngoài bờ rào mỉm cười lặng lặng khuất dần trong màn đêm khi những dạng đất cuối cùng vội lấp bình thần sắc hai mẹ con của trinh phế trưởng lập thứ trước giờ vốn là chuyện nghịch thiên còn giết chết cả gia đình người ta trời đất nào có thể dùng thứ cho nên lời nguyền ám theo gia đình lê mậu từ đời nọ chuyển đến đời kia khi mà con cái phải chịu báo ứng đến tuyệt tử tuyệt tôn việc gì ta cần phải bận tâm thêm nữa hai tiếng cười lại sằng sặc man dại vang lên trong đêm lý tuyết mượn dao giết người giờ đến lúc gia đình con cháu nhà lý phải đền tội tiếng thì thầm của trinh ghé sắt bên tai của huệ huệ ngồi bật dậy trong đêm Đi tuyết là ai Huệ đưa mắt nhìn về phía gốc bưởi Chứ bóng trắng của Trinh ôm còn Bắt đầu cất lên tiếng du Hải hốc mắt sâu thăm thầm Trước đầy những căm mận Đang hướng về phía bên nhà cô Ánh đèn điện trong đêm vẫn còn chưa tắt Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe